Công ty an ninh hàng hải Amray của Anh khẳng định lực lượng Houthi nhắm nhầm một tàu chở dầu của Nga trong cuộc tấn công tên lửa hôm 12 tháng 1 ngoài khơi Yemen. Tổ chức điều hành thương mại hàng hải Anh cho biết họ đã nhận được báo cáo về một tên lửa được bắn cách thành phố cảng Aden của Yemen, 90 hải lý về phía đông nam. Theo tổ chức này, vụ tấn công của Houthi không gây thương vong hay thiệt hại. Amray khẳng định đây là tàu chở dầu thứ hai bị Houthi tấn công nhầm khi đang chở dầu Nga. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tấn công tàu thương mại phương Tây trên Biển Đỏ kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023 trong một chiến dịch được nhóm này mô tả là nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Quân đội Mỹ ngày 13 tháng 1 thông báo tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự Houthi ở Yemen. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết cuộc tấn công nêu trên diễn ra vào rạng sáng 13 tháng 1 theo giờ địa phương nhằm vào một địa điểm radar của Houthi và được thực hiện bởi tàu khu trục USS Carney sử dụng tên lửa Tomahawk. Trước đó, vào ngày 11 tháng 1, Mỹ và Anh cũng đã thực hiện các cuộc tấn công trên không và trên biển nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông ra lệnh công kích để đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công chưa từng có của Houthi nhằm vào các tàu hàng hải quốc tế trên Biển Đỏ. Tổng thống Biden khẳng định sau cuộc tấn công hôm 11 tháng 1 rằng, theo sự chỉ đạo của ông, các lực lượng quân sự Mỹ cùng với Anh và sự hỗ trợ từ Úc, Bahrain, Canada, Hà Lan đã tiến hành thành công các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu ở Yemen, vốn được phiến quân Houthi sử dụng để gây nguy hiểm cho quyền tự do hàng hải ở một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Tổng thống Biden nhấn mạnh ông sẽ không ngần ngại chỉ đạo các biện pháp tiếp theo để bảo vệ người dân Mỹ và dòng chảy tự do thương mại quốc tế khi cần thiết.